Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 77 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9, Đảng bộ thành phố Bà Rịa tổ chức lễ trao huy hiệu 75 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm và 40 năm tuổi đảng cho các đảng viên đang sinh hoạt tại các chi đảng bộ trực thuộc. Lãnh đạo thành ủy Bà Rịa đã trân trọng trao huy hiệu từ 40 năm đến 75 năm tuổi đảng cho 24 đảng viên trên địa bàn. Trân trọng những đóng góp cống hiến của các đảng viên được nhận huy hiệu đảng, lãnh đạo thành ủy Bà Rịa mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ gìn bản lĩnh chính trị, phát huy phẩm chất cách mạng của người đảng viên, luôn là tấm gương mẫu mực để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện và noi theo, góp phần xây dựng thành phố Bà Rịa ngày càng phát triển.